Đây, đây trời đang mưa. Mưa lớn, vừa mới xuống đến điểm tập kết. Kịp thời luôn là một cái ao. Nếu mà bây giờ không xuống đến điểm tập kết kịp thời thì danh thủy là phải ăn hết trong mưa rồi. Nói chung cả ekip cũng dính trọn mưa hết luôn. Nè bây giờ dòm ba cái trái bí này thôi, mỗi trái nó nặng quá trời quá đất rồi, thêm quải đem ba lô này nọ mấy trái nữa, đi từ đỉnh núi xuống, nói chung là mệt lắm. Thiệt là mệt, sáng giờ mới được có một miếng phở trong người à. Tới giờ là vừa đói vừa mệt luôn rồi nè. Nói chung thì cần ngẫm nghĩ của Thủy á, thì thật ra là ba mẹ Thủy cũng là người dân làm vườn, thì Thủy cũng xuất thân từ đó ra, nên những cái vất vả của trồng những cái rau củ quả thì nó rất là cực. Nhiều mùa thì nếu mà mình bán được á thì giá cao thì mình lời được, nhưng mà lời được cũng chút xíu à, còn không bán được thì lại mình lại lỗ vốn mà lại lỗ công sức của mình nữa. Nội chăm sóc không cũng thấy là rất cực rồi, nên Thủy hiểu được cái cảm cái nỗi khổ của ba mẹ cũng như là người dân lao động, nên Thủy trân trọng điều đó.